Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin bên trong chiếc du thuyền trị giá gần 1 tỷ đô la của ông Putin. Đây là chiếc du thuyền sang trọng với hồ bơi, trở thành sàn nhảy, rạp chiếu phim tại nhà khổng lồ và thậm chí là giá đựng cuộn giấy toilet bằng vàng. Sự sang trọng đáng kinh ngạc mà Vladimir Putin tận hưởng trên chiếc siêu du thuyền trị giá gần 1 tỷ đô la của ông đã được tờ báo The Sun tiết lộ 22 tháng 3, bao gồm cả khu đựng cuộn giấy vệ sinh bằng vàng. Áp lực đang dồn lên người chủ chiếc tàu neo đậu với chiếc du thuyền này ở Ý, khi các chính khách châu Âu muốn thu giữ và bán nó đi để bù đắp cho phí tổn của người dân Ukraine. Một cựu thủy thủ trên du thuyền nói rằng chính người Nga đã mua chiếc du thuyền đó và chiếc đầu của Putin cần phải được lôi ra khỏi cái ngai vàng ấy. Chi phí chính thức của du thuyền Scheherazade được hoàn thiện vào năm trước là 500 triệu bảng Anh, nhưng những người trong cuộc cho biết chi phí này phải đến 750 triệu bảng Anh, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Scheherazade nổi bật tại cảng neo đậu ở thị trấn Marina của Ý vì kích thước khổng lồ của nó so với các du thuyền xung quanh. Những bức ảnh do tờ báo The Sun đăng tải cho thấy mọi đồ dùng trang bị trên 6 tầng của chiếc du thuyền này đều đắt tiền xa xỉ đến mức bệnh hoạn. Một công nhân từng tham gia lắp đặt nó cho biết rằng tất cả mặt ốp đều là đá cẩm thạch hoặc sắt vàng, trong đó có vô số hồ bơi, phòng spa, phòng tắm hơi, nhà hát, phòng khiêu vũ, phòng tập thể dục, có 2 sân bay trực thăng, nó giống như một thành phố nhỏ. Thậm chí có hẳn một bệnh viện bên trong nhỏ, dường như rất hợp lý với tin đồn rằng ông Putin đang bị một căn bệnh nan y. Khó mà nuốt trôi sự thật đằng sau con tàu xa xỉ đáng kinh ngạc nhất thế giới này lại thuộc sở hữu của một người đàn ông muốn ném bom vào dân thường và trẻ em tại Ukraine. Một con số chi tiêu giàu có ngoài sức tưởng tượng khi mức lương trung bình của người Nga chỉ có 5.000 bảng Anh mỗi năm mà họ đang phải vật lộn để kiếm miếng ăn trong lúc này. Kể từ tháng 9 năm 2020, chiếc cung điện nổi dài 140 m này đặt theo tên của nữ hoàng Ba Tư huyền thoại đã được neo đậu tại cảng Marina ở Ý. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Schenker đang chạy ở biển Bắc Na Uy. Tin đồn rằng Putin sở hữu chiếc du thuyền đã được lan truyền kể từ khi nó được xây dựng, nhưng quyền sở hữu của nó đã không được điều tra cho đến khi Alexander Navalny, nhà bất đồng chính kiến với Putin, đã bị bỏ vào tù. Nhà bất đồng chính kiến Alexander Navalny đã công bố một đoạn video kể chi tiết về thủ đoàn rằng tất cả nhân viên của các cơ quan an ninh Nga đều làm việc ở đây. Các nhà chức trách Ý hiện đã được yêu cầu thu giữ chiếc du thuyền. Có một thủy thủ đoàn riêng biệt ở châu Âu nhưng họ chỉ được phép lên tàu khi ông Putin đi vắng. Có rất nhiều dấu tích cá nhân của ông Putin được tìm thấy ở đây, bao gồm nhiều bức họa, chiếc đai đen môn võ judo được đóng khung cẩn thận trong phòng tập judo và những cuốn sách thể hiện tham vọng của ông Putin về sự giàu có, bao gồm của bản đồ sắc đẹp của Michel, lịch sử thời trang của Viện Trang phục Kyoto và những biểu tượng của Hans Michel. Đây là hình ảnh bên trong một cái phòng của chiếc du thuyền này. Sàn nhảy lát gạch có thể hạ xuống để biến thành một hồ bơi. Tiện nghi kiểu này chỉ được lắp đặt trong 2 chiếc du thuyền duy nhất trên thế giới. Chiếc kia nằm trên chiếc du thuyền Godfrey cũng của ông Putin. Các tiện nghi khác bao gồm bàn bia tự thăng bằng trên sóng, một bể cá dài 5 m và chiếc tivi với màn hình kéo dài 4,5 m dọc hết một bức tường, mà chỉ riêng tiền lắp đặt nó đã tốn 1 triệu euro. Phòng tắm được trang trí bằng các giá đỡ và khung giữ cuộn giấy toilet bằng vàng. Nhưng chiếc tàu của Putin không chỉ dành cho việc trang trí, nó còn có 2 sân bay trực thăng, có thể hạ cánh chiếc máy bay trực thăng quân sự với sải cánh rộng tới 5 m. Hệ thống an ninh hiện đại của con tàu với 4 radar có thể bắn hạ máy bay không người lái. Bên dưới sân bay trực thăng có nhà chứa máy bay có thể đặt chiếc thủy phi cơ với 6 ván trượt phản lực và 8 chiếc tàu lặn mini. Đây là hình ảnh vào ngày 11 tháng 3, cảnh sát tài chính Ý xác nhận đã tịch thu siêu du thuyền Scheherazade A trị giá nửa tỷ đô la của tỷ phú người Nga Alexander Michienko. Viên cựu thành viên thủy thủ đoàn nói thêm rằng tất cả các du thuyền trên thế giới thuộc sở hữu của các nhà độc tài đều đang bị thu giữ. Thế mà chiếc du thuyền Scheherazade lại nằm chỉnh hình tại bến du thuyền ở Ý là rất vô lý. Các nhà bất đồng chính kiến trong nhóm của Alexander Navalny đã thu nhập thông tin về nhóm thủy thủ đoàn Nga cùng bay đến Milan với nhiệm vụ là canh chừng chiếc du thuyền này. Nghị sĩ đảng bảo thủ Anh Tom Cruise đăng qua các bản tà báo và nói trên báo The Sun rằng chiếc cung điện nổi du thuyền quý giá mà Vladimir Putin đang hưởng thụ nhận đồng tiền ăn cắp của người dân Nga đang neo đậu tại cảng Cleveland của Ý khiến chúng ta phải có những hành động phù hợp. Kính mời các bạn xem bản tin Tin động trời lộ đường dây tội phạm dùng tiền mua chức ở Bộ Công an. Việt Nam là quốc gia tham nhũng. Vì tham nhũng mà đất nước mới chậm tiến. Vì tham nhũng mà tài sản nhà nước bị thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng qua các dự án tai tiếng như khu đô thị Thủ Thiêm, Đồng Tâm, vân vân. Nơi nào cũng có tham nhũng cả. Cơ quan nào cũng đầy rẫy tham nhũng. Dù hàng loạt quan chức nhà nước vào tù, nhưng vì mãnh lực của đồng tiền và lòng tham không đáy nên các quan chức vẫn cứ lao theo. Ngày nay, việc quan chức Việt Nam cho con du học ở Âu Mỹ với chi phí đến cả tỷ đồng mỗi năm không còn là chuyện hiếm nữa. Chuyện làm quan mà không đưa được con cháu đi du học mới là chuyện hiếm, chứ không phải điều ngược lại. Tham nhũng khắp nơi, nhưng chỉ những người bị cho là yếu thế trong những trò đấu đá nội bộ mới bị trừng phạt. Còn những ai có thế lực mạnh thì vẫn an toàn. Đấy là tính đặc thù của chính trường tại Việt Nam. Những tổ chức tội phạm, những doanh nghiệp làm ăn bất chính dùng tiền túi thọc tay vào bộ máy nhà nước để can thiệp vào vấn đề sắp xếp nhân sự từ trung ương đến địa phương từ lâu đã có rất nhiều lời đồn đoán nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, mà cụ thể nhất là việc thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi từ vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang về làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh là một minh chứng cho điều đó. Đây là hình ảnh báo chí tại Việt Nam đưa tin thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi. Lộ rõ đường dây mua bán quan tước. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, các tờ báo đồng loạt đưa tin đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang đã được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Sẽ không có điều gì bất thường nếu ngày 15 tháng 3 không xuất hiện bài báo bất thường đăng trên báo Thanh Niên. Bài báo có tựa đề Vụ chi 20 tỷ điều đại tá Đinh Văn Nơi, khởi tố bắt giam Trần Chí Mãnh. Chi tới 20 tỷ đồng, tức là tương đương gần 900.000 đô la Mỹ, một số tiền không lớn so với tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, nhưng đó là khoản tiền rất lớn so với những vụ án tham nhũng ở những nước văn minh, dù rằng nước họ là nước giàu. Có thể nói các quan chức của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có tiền cho con du học cũng là những đồng tiền thuộc loại không sạch như vậy. Chứ với tiền lương ít ỏi thì làm sao họ có thể cho con cái du học cho được. Vấn đề là ông Trần Chí Mãnh là ai mà có thể dùng tiền để đẩy đi một giám đốc công an mà ông ta thấy không vừa mắt như vậy. Câu trả lời là Trần Chí Mãnh là giám đốc công ty thương mại và sản xuất Gia Thịnh, một đại gia không chỉ giàu về làm ăn chân chính mà chuyên sản xuất và kinh doanh hàng giả. Đáng nói là trong bài báo của tờ báo Thanh Niên có cho biết chính Trần Chí Mãnh là người đã chi ra 10 tỷ đồng trong gói 20 tỷ đồng nhờ nhóm của Đào Ngọc Cảnh tìm người điều giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Và kết quả là ngày 1 tháng 3, hàng loạt tờ báo thông tin của Bộ Công an Việt Nam đăng bài thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh. Tuy nhiên, người thứ hai đóng góp vào gói mua bạc quan bán tước 20 tỷ đồng kia là ai thì báo chí chưa đề cập tới. Báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy, họ chỉ dám tấn công những ai có thể tấn công được để loại họ ra khỏi cuộc chơi đấu đá nội bộ. Còn ai có thế lực đang mạnh thì họ không bao giờ dám động tới. Đây là hình ảnh đường dây mua quan bán chức của Bộ Công an Việt Nam bị phơi lên mặt báo trong nước. Công luận đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm được nhiều người dân hài lòng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ về bạn vấn đề hơn thì việc đốt lò của ông Trọng là có chủ đích, có chọn lọc chứ không phải ai sai cũng trị. Việc chọn củi đốt và chọn củi để giành là điều không khó có thể nhận ra. Có thể nói việc làm báo và báo chí ém nhẹm người góp thêm 10 tỷ đồng nữa vào gói mua quan bán chức 20 tỷ đồng ấy, đến giờ người dân vẫn chưa rõ danh tính. Người ấy là ai thì không ai có thể biết, nhưng có thể biết người ấy có thế lực rất mạnh. Mạnh nên báo chí mới không dám đụng tới. Và Bộ Công an đã lút không trôi cục tiền 20 tỷ. Cuối giờ chiều ngày 21 tháng 3, Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo chính thức về việc Đại tá Đinh Văn Nơi sẽ tiếp tục làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay vì làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh như trước ngày 1 tháng 3 năm 2022, thông tin được công bố. Như vậy là sau khi việc mua quan bán chức đổ bể, Bộ Công an đã không thể thực hiện được vụ mua bán chót lọt này. Việc Bộ Công an vừa chuyển người sau đó lại hủy là hành động quá lộ liễu. Nó lộ rõ việc hình ảnh Bộ Công an nuốt không trôi cục tiền 20 tỷ. Chính vì vậy nên bộ này đã nhường phần chính lại cho Công an tỉnh An Giang thực hiện. Cổng thông tin Công an tỉnh An Giang nói rằng do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Do đó hiện nay ông Nơi vẫn tiếp tục là giám đốc và là người điều hành Công an tỉnh An Giang. Trước đó vào tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, 46 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cần Thơ, được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu. Sau khi nhận nhiệm vụ tại An Giang, ông Nơi đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá rất nhiều băng nhóm tội phạm tại An Giang. Điển hình là đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Kim Hạnh tức 10 Tường cầm đầu, đường dây cờ bạc hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn tổ chức, đường dây làm hàng gian, hàng giả cực lớn do Trần Chí Mãnh tổ chức. Trần Chí Mãnh đã chi 20 tỷ đồng để thực hiện âm mưu điều Đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang để dễ hoạt động và làm ăn phi pháp tại đây. Đây là hình ảnh giao dịch đã bị hủy sau khi mắc nghẹn cục tiền 20 tỷ. Lời kết, khi đường dây buôn quan bán chức của Bộ Công an lộ rõ, lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải truy tới cùng. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không truy tới cùng mà ém nhẹm nhiều mắt xích trong đường dây này. Vấn đề tham nhũng ở Bộ Công an là thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, với một con người lãnh đạo ngành mà sống xa hoa, ăn thịt bò rát vàng trong khi nhân dân thì phải chống chọi với cái đói và đại dịch, thì rõ ràng việc thanh lọc thành phần biến chất trong Bộ Công an Việt Nam không thể nào xảy ra. Nó không thể xảy ra vì chính ông Bộ trưởng cũng là người biến chất.